Xin chào các bạn đồng tu thân mến. Tiếp theo những mẫu quà ấn tống đợt 1 cho cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Đợt 2 này, mình xin cung kính cúng dường những mẫu quà dưới đây. Phần quà 4, bộ tượng gỗ gấp gọn, có Ngài Địa Tạng Bồ Tát, A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát, là sản phẩm chế tác, điêu khắc và đánh bóng bằng tay. Bộ tượng có chi tiết nhỏ và được điêu khắc vô cùng tinh xảo, có độ chính xác cao, chất liệu làm bằng gỗ hoàng dương, kích thước đóng 10x6cm, mở 10x13cm. Bộ tượng gỗ này nhỏ, gọn và rất là tiện dụng, hợp với các bạn không có phòng thờ cúng, đang ở phòng trọ, hoặc là gia đình cấm cản không cho lễ Phật, hay là đang làm việc tại văn phòng. Phần quà thứ 5 là đèn LED 3D tượng Địa Tạng Bồ Tát. Khi sở hữu phần quà này, bạn hãy nhìn tập trung vào chóp mũi của tượng, sau đó quán tưởng, rồi nhìn lên trần nhà, các bạn sẽ thấy điều vi diệu. Mặt đèn bằng mica dẫn sáng, đế đèn bằng gỗ, có công tắc cảm ứng và khe cắm mặt đèn. Điều khiển từ xa dùng để tắt mở, chọn màu, hiệu ứng và chỉnh độ sáng. Bạn có thể thay đổi 16 màu đơn, 4 chế độ nhấp nháy. Nút cảm ứng trên đế đèn dễ dàng thay đổi chế độ màu, ít tỏa nhiệt và an toàn cho cả trẻ nhỏ. Phần quà thứ 6 là bộ 3 cuốn sách mới nhất của dịch giả Nguyên Phong. Các bạn có thể đọc để tin sâu nhân quả, hoặc các bạn có thể tặng cho người thân của mình. Bộ sách này sẽ dẫn cho người thân của bạn vào con đường tâm linh một cách nhẹ nhàng mà họ không hề hay biết. Tất cả sách đều là sách bản quyền. Khi các bạn được tặng bộ sách này cũng là một cách gián tiếp ủng hộ tác giả Nguyên Phong để tác giả có động lực ra nhiều sách hay, hướng dẫn mọi người tin sâu vào nhân quả và tâm linh. Quyển thứ nhất, Muôn Kiếp Nhân Sinh là tác phẩm do giáo sư Trôn Vũ, Nguyên Phong viết từ năm 2017 và hoàn tất đầu năm 2020, ghi lại những câu chuyện, trải nghiệm về tiền kiếp kỳ lạ từ nhiều kiếp sống trước đây của người bạn tâm giao lâu năm, ông Thomas, một nhà kinh doanh tài chính ở New York. Những câu chuyện chưa từng tiết lộ này sẽ giúp mọi người trên thế giới chiêm nghiệm, khám phá về các quy luật về nhân quả và luân hồi của vũ trụ. Giữa lúc thế giới đang gặp nhiều cuộc khủng hoảng, trải qua nhiều biến động hàng ngày, trong Muôn Kiếp Nhân Sinh, giáo sư Trôn Vũ, Nguyên Phong đưa người đọc bước vào cuộc du hành thám hiểm vượt không gian và thời gian, từ cuộc gặp gỡ tiền định tại Đài Loan của giáo sư Trôn Vũ với Thomas và các nhà khoa học năm 2008. Chúng ta sẽ được trực tiếp trải nghiệm hành trình nhân quả luân hồi, vô tiền khoáng hậu, qua nhiều đời nhiều kiếp của Thomas, từ nền văn minh Atlantis huyền thoại đến những vương triều Ai Cập cổ đại, và trở về thế giới hiện tại, nước Mỹ. Xuyên suốt hành trình muôn lượng kiếp ấy, ta có thể nhìn ra sự liên kết ràng buộc chặt chẽ của nhân quả, mối liên kết giữa con người và vạn vật, giữa ứng xử của con người và quốc gia, sự điều khiển của vũ trụ và số phận con người. Từ đó, ta hiểu được rằng con người hay tất cả những hiện thân, dạng thức tồn tại hôm nay bắt nguồn từ một nguồn năng lượng vũ trụ, chịu sự chi phối của luật nhân quả đã tồn tại, hình thành, trưởng thành từ vô lượng kiếp trước đó theo một quy luật nhất quán, hoàn chỉnh và không hề có sự tình cờ hay ngẫu nhiên. Quyển thứ hai, Trở Về Từ Cõi Sáng. Trở Về Từ Cõi Sáng viết về đời sống sau khi chết. Nếu khi còn sống, chúng ta biết và hiểu về sự chết, thì chết không có gì là đáng sợ nữa. Những chuyện có thật trong Trở Về Từ Cõi Sáng do nhà văn Nguyên Phong biên soạn và dịch thuật sẽ hé mở cánh cửa huyền bí, tiết lộ và điều bí mật về bên kia cửa tử. Trong thời gian gần đây, có rất nhiều sách viết về hiện tượng người chết sống lại, kể chuyện thế giới bên kia, nhưng không cuốn nào gây sôi nổi bằng cuốn Trở Về Từ Cõi Sáng của Betty Eddy. Xuất bản lần đầu năm 1992, nó đã trở nên một bestseller với số bản kỷ lục và dẫn đầu những cuốn sách bán chạy nhất Hoa Kỳ. Sau khi cuốn sách xuất bản, tác giả đã được mời đi diễn thuyết khắp nơi. Đâu đâu, bà cũng thu hút được một cử tọa đông đảo chưa từng thấy. Nhiều đài phát thanh và truyền hình trên thế giới đã có chương trình phỏng vấn tác giả
và thảo luận về hiện tượng người chết sống lại. Đây là một đề tài đang được bàn cãi rất sôi nổi, người tin, kẻ ngờ, và có người đã chất vấn tác giả từng chi tiết một, nhưng bà ED đã giải đáp được hầu hết thắc mắc của mọi người, nên số người hâm mộ bà ngày càng nhiều. Quyển thứ 3, Dấu chân trên cát. Dấu chân trên cát là tác phẩm được dịch giả Nguyên Phong phóng tác kể về xã hội Ai Cập thế kỷ thứ 14 trước công nguyên, qua lời kể của nhân vật chính, Sinew Hay. Ngày nay, người ta biết đến triều đại của vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ, các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinew Hay. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang so với Ai Cập lúc đó. Mặc dù là tiểu thuyết lịch sử về xã hội Ai Cập cổ đại, song nhiều vấn đề được nêu ra trong tác phẩm vẫn có ý nghĩa thời sự trong thế giới ngày nay. Đó là lý do khiến cho tác phẩm không chỉ giữ được sự cuốn hút đối với bạn đọc Việt Nam, mà còn có sự cuốn hút rất nhiều nơi trên thế giới trong hơn nửa thế kỷ qua. Phần quà 7. Trọn bộ báo ứng hiện đời của Hạnh Đoan Dịch. Bộ này giúp bạn tin sâu nhân quả, và cũng chính nhờ bộ này mà Admin bước vào con đường chay trường và bắt đầu học Phật. Nay xin cúng dường bộ này để tất cả mọi người cùng được lợi lạc. Nếu bạn nào có rồi thì có thể lấy về cho người thân và bạn bè cùng đọc, chắc chắn là lợi lạc vô cùng. Bộ sách này được mua chính gốc tại chùa của Ni Sư Hạnh Đoan đang tu tập và xuất bản, nên sách có bìa chữ rất đẹp, hơn hẳn các bản in lậu khác. Các bạn thỉnh bộ sách này cũng là cách các bạn ủng hộ tác giả và nhà chùa. Phần quà thứ 8 là đèn đá muối chế tác kim tự tháp, đèn phong thủy thu hút tài lộc. Chúng ta đang sống trong sự ô nhiễm của sóng điện từ, điện thoại như 4G, 5G, Wi-Fi và lò vi sóng. Muốn thoát ra khỏi thì không phải là dễ dàng, nhưng đèn đá muối này sẽ giúp cho các bạn giải quyết vấn đề đó. Ngoài ra, đèn đá muối này được chế tác thành hình kim tự tháp, thu hút năng lượng và khắc chế sóng điện từ một cách cao nhất. Đá muối Himalaya có niên đại trên 250 triệu năm, là một vật chí dương, nên để trong nhà sẽ giúp bạn dương hóa gia đình lẫn cuộc sống, giúp bạn sẽ cân bằng lại cuộc sống và gặp được nhiều may mắn. Và để nhận được những mẫu quà vô cùng ý nghĩa trên, các bạn hãy quay video, đọc trọn bộ kinh Địa Tạng Bổn Nguyện. Nếu bạn không muốn mọi người thấy mặt, thì có thể quay video phía bên hông và gửi về email kênhnhânquảluânhồi@gmail.com cho mình nhé. Rất mong sớm nhận được video của các bạn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô A Di Đà Phật. Ha ha ha, Bổn Sư Mô Ni Sô ha.